Bộ Tài chính vừa trình chính, chính phủ xem xét phê duyệt việc thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19. Đây là việc rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua nhập khẩu vaccine để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân. Quỹ vaccine phòng COVID-19 có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính của quỹ cho hoạt động tài trợ, hỗ trợ mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Quỹ này hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật bảo đảm công khai minh bạch tiết kiệm và hiệu quả quỹ sẽ chịu sự kiểm tra thanh tra kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước